Chương trình cũng hỗ trợ trợ các bạn kiểm tra hệ dây cáp. Rồi ok, chúng ta sai lại vô folder làm việc. Rồi đây là cái dữ liệu cũ. Dữ liệu cũ này các bạn có thể xóa đi, thấy không? Hoặc là giá trị này các bạn tham khảo. Ok, sau đó cái lực giới hạn đối với đứt cáp này thì cường độ của một cái cáp thì cũng cỡ là lực kéo đứt cỡ 13.000 kg trên 1 cm vuông, thì cái đường kính cáp 1 x 19 á khoảng cỡ là 3,44 cm vuông, như vậy cái lực kéo cáp cỡ 40 cỡ là 13 nhân cho 3 cỡ 44. Rồi chúng ta sẽ xóa liều cũ. Ở đây bên chương trình shop chúng ta sẽ chọn kiểm tra. Đó, kiểm tra nhanh, cáp. Mình nghĩ là để mà kiểm tra cho nhanh và nó dễ nhìn quan sát thì mình nghĩ một lúc các bạn chọn ít thôi, ít cáp thôi. Ví dụ như chúng ta sẽ kiểm tra như cáp này chẳng hạn. Hoặc như cáp này. Đó, như thế sẽ dễ kiểm soát hơn.